Em Út Nguyễn Nhi Tiền Giang thân chào cả nhà. Buổi sáng chiều ngày hôm nay em giao lưu rất vui cùng anh chị em mình một cái lô sam hương nha cả nhà. Cái lô sam hương này là đáp ứng theo nhu cầu của anh chị em mình, đó là cả nhà thích lùng lực nè cả nhà, thích lùng nè. Đó, em có cái lô này 11 cây rất là lùng luôn. Chiều cao của nó thì tầm khoảng có cây thì 5 cm, có cây 6-7 cm thôi nha. Rất là lực và lùng luôn nha anh chị em mình. Lô này 11 cây nha, 11 cây sam hương Đài Loan rất là lùng luôn. Đó, anh chị em mình thích lùng thì hôm nay em lên cái lô lùng cho cả nhà mình nha. Lô này thì chị 11 cây em giao lưu 550k, em bao ship tận nhà cho anh chị em mình luôn nha cả nhà. Nhận cây thanh toán nha anh chị em mình ơi. Sam hương Đài Loan nha. Đó, nhà xe nhìn em nha cả nhà. 11 cây nha cả nhà, 11 cây 550k bao ship. Anh chị em nào nghĩ cái lô này thì nhắn tin alo cho em số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Sam hương Đài Loan nha anh chị em mình ơi. Cây rất là duyên luôn, ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha cả nhà.